Cùng với sự phát triển của nền kinh tế và của cách mạng 4.0, thị trường bất động sản tại Việt Nam đang có những bước phát triển vượt bậc, đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Đặc biệt, trong số các doanh nghiệp tại Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, không thể không kể đến sự phát triển vượt bậc của công ty tư vấn đầu tư và quản lý bất động sản Sài Gòn Center Real. Được thành lập từ năm 2015, sau gần 4 năm phát triển, công ty tư vấn đầu tư và quản lý bất động sản Sài Gòn Center Real là một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư và quản lý môi giới bất động sản nhà phố trung tâm tại Việt Nam, với mức giao dịch chiếm 70% thị trường các quận trung tâm, với trụ sở chính và 5 chi nhánh cùng 600 nhân viên trải khắp các quận trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Việt Nam hòa nhập với nền kinh tế thế giới thời gian vừa qua, ngành bất động sản đang phát triển vượt bậc, nhưng ngành dịch vụ bất động sản đang không phát triển kịp theo cái xu hướng và đòi hỏi của xã hội. Sài Gòn Center Real ra đời với sứ mệnh là định nghĩa và thay đổi những cái định kiến để phù hợp với cái sự đòi hỏi của ngành bất động sản nói riêng và nền kinh tế Việt Nam hòa nhập với nền kinh tế thế giới nói chung. Trong 4 năm thành lập, với một văn hóa là tương trợ hết mình cùng với hệ giá trị và tầm nhìn của ban lãnh đạo công ty, chúng tôi đang làm lên một cuộc cách mạng trong ngành dịch vụ bất động sản, phát triển lên từng ngày với một đội ngũ tài năng và giàu tâm huyết. Với chiến lược cùng tư duy quản trị đúng đắn của ban lãnh đạo công ty và đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chỉ trong vòng 3 năm, từ năm 2015 đến năm 2018, công ty tư vấn đầu tư và quản lý bất động sản Sài Gòn Center Real đã có bước phát triển vượt bậc, quy mô nhân sự và thị trường tăng trưởng theo cấp số nhân. Từ 5 nhân viên lúc khởi nghiệp, tăng 180 người năm 2016 lên 380 người năm 2017 và năm 2018 là hơn 600 người. Dự kiến 1.000 người vào năm 2019. Nhằm nâng cao trình độ cho nhân viên, công ty đã thường xuyên có những khóa học để nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo và đặc biệt là khả năng tiếp xúc, tư vấn, thuyết phục khách hàng nhanh chóng đi đến giao dịch thành công với thái độ chuyên nghiệp nhất. Minh chứng cho kết quả này chính là danh sách các nhân viên được khen thưởng hàng năm luôn dày lên và thu nhập cũng tăng lên rất nhiều. Thời gian vừa qua, công ty bất động sản Sài Gòn Cho Thuê đã có những kết quả vượt bậc về cả số lượng nhân viên lẫn doanh thu của công ty hàng năm đều tăng theo cấp số nhân. Để có được thành quả đó là nhờ ban lãnh đạo công ty đã có một chiến lược vô cùng đúng đắn, luôn coi nhân viên của công ty là số 1, thứ 2 đến khách hàng và thứ 3 đến đội ngũ cổ đông. Đó chính là chiến lược hướng vào nội bộ của công ty. Thay mặt ban lãnh đạo công ty cam kết luôn luôn giữ vững các giá trị nền tảng, quyết tâm đưa tập thể vượt lên chính mình với những tầm nhìn mới, khẳng định vị thế số 1 trong ngành dịch vụ bất động sản Việt Nam. Thì tôi sẽ cùng với ban tổng đốc tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể. Cái đầu tiên đó là tập trung vào công tác tái cấu trúc, cũng như là đào tạo đội ngũ nhân sự. Cái thứ hai đó là xây dựng cái ứng dụng những cái áp dụng những cái quy chế chính sách, quy định những cái quy trình nghiệp vụ của hệ thống mô tả công việc vào cái công tác quản trị điều hành. Cái thứ ba đó là áp dụng các cái đánh giá mức độ hoàn thành công việc theo cái tiêu chuẩn KPI. Cái thứ tư đó là cùng với ban tổng đốc sẽ duy trì và phát triển cái văn hóa để tạo ra cái bản sắc riêng của Sài Gòn Center Real. Với sự nỗ lực không mệt mỏi của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, công ty tư vấn đầu tư và quản lý bất động sản Sài Gòn Center Real đã đạt được những thành tựu đáng nể. Thu nhập của đội ngũ sale cao có thể nói là cao nhất ngành dịch vụ bất động sản Việt Nam. Super sale của Sài Gòn Center Real năm 2018 đạt 11 tỷ. Bên cạnh việc mở rộng về quy mô, công ty tư vấn đầu tư và quản lý bất động sản Sài Gòn Center Real còn là cánh chim đầu đàn của ngành bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh, khi liên tục tổ chức tham gia các hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa cho cộng đồng, xã hội, góp phần chung tay chia sẻ khó khăn với những mảnh đời bất hạnh. Với mong muốn thay đổi quan niệm của xã hội đối với nghề môi giới bất động sản và giúp đỡ 1 triệu người tay trắng trở thành tỷ phú, có cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn với nghề môi giới bất động sản, công ty tư vấn đầu tư và quản lý bất động sản Sài Gòn Center Real đẩy mạnh đầu tư, chiến lược về con người và công nghệ nhằm trở thành biểu tượng hàng đầu trong ngành bất động sản tại Việt Nam.
Tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào là cái cơ quan đầu não của tập thể Sài Gòn Central. Tôi mong muốn các bạn, những thành viên của trụ sở, các bạn hãy tin đi rồi hãy thấy, chứ đừng có thấy rồi mới tin. Các bạn hãy sống và làm việc bằng sự kiên trì và nhẫn nại hết sức, rồi các bạn sẽ nhận được những thành quả xứng đáng. Hãy là những con người được tôn trọng trong một tập thể được tôn trọng của ngành dịch vụ bất động sản nhà phố trung tâm. Cảm ơn các bạn. Slogan của tôi là có năng lượng là có năng lượng. Mong muốn là giúp cho ngành nghề môi giới bất động sản nhà phố Sài Gòn lên một tầm mới, với mục tiêu năm 2019 là giúp cho chi nhánh Uông Văn Khiêm, Kinh Châu của Sài Gòn Central sẽ sinh ra những quản lý xuất sắc và những con người có giá trị với ngành nghề. Tôi rất tự hào khi được làm việc với những con người tài năng của chi nhánh Nguyễn Văn Đậu, và chi nhánh của chúng tôi được coi là hòn ngọc của Sài Gòn Central. Tôi tin tưởng rằng năm 2019 cùng với sự đoàn kết của ban lãnh đạo chi nhánh thì sẽ giúp cho tất cả nhân viên của chi nhánh sẽ phát triển lên một tầm cao mới và sẽ là một trong những chi nhánh dẫn đầu về số lượng hợp đồng cũng như là doanh số bán hàng. Chi nhánh Nguyễn Trãi là vùng đất địa linh nhân kiệt, là nơi sản sinh của nhân tài, là nơi khởi đầu của sứ mệnh Sài Gòn Central và sự phát triển của tập thể. Với niềm tự hào đó, anh em Nguyễn Trãi hãy làm việc hết mình, hãy cháy hết mình để luôn là những thành viên ưu tú nhất, để luôn là niềm kiêu hãnh của tập thể Sài Gòn Central. Với tầm nhìn và sứ mệnh định hướng của toàn tập thể, tôi tự tin rằng tập thể chúng ta sẽ là một tập thể lớn mạnh. Mục tiêu năm 2019 là phát triển thêm 3 chi nhánh mới, nâng tổng số nhân viên lên hơn 1.000 người với 3.000 hợp đồng. Mục tiêu doanh số toàn công ty là 500 tỷ đồng. Tập thể của chúng tôi trong 4 năm thành lập, chúng tôi đã trở thành một trong những công ty dịch vụ bất động sản nhà phố lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh và lớn nhất Việt Nam. Chúng tôi đang chuyển mình không ngừng lớn mạnh. Chúng tôi tin tưởng rằng với tầm nhìn đến năm 2025, chúng tôi sẽ trở thành một trong những công ty bất động sản lớn nhất của Việt Nam với quy mô khoảng tầm 5-7.000 nhân sự và IPO trên sàn chứng khoán. Mục tiêu là năm 2035, chúng tôi sẽ trở thành một trong 10 tập đoàn bất động sản lớn nhất của Việt Nam. Năm 2045, chúng tôi sẽ trở thành một trong 30 tập đoàn bất động sản và tập đoàn kinh tế lớn nhất của Việt Nam. Đó là hoài bão, là lý tưởng của ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể tập thể công ty hướng đến. Và chúng tôi với đội ngũ ban lãnh đạo công ty và một đội ngũ chỉ năng động, tài năng, đầy nhiệt huyết, chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ làm lên lịch sử của ngành dịch vụ bất động sản Việt Nam. Đó là lý tưởng, là khát vọng, là hoài bão, là sứ mệnh của ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên Sài Gòn Centerview theo đuổi, quyết chiến và đi đến toàn thắng. Tôi là Phùng Thị Diễm Kiều, Phó Tổng Giám đốc của công ty bất động sản Sài Gòn Centerview. Tôi Nguyễn Ngọc Dương, Phó Tổng Giám đốc công ty Sài Gòn Centerview. Tôi là Hoàng Văn Điệp, Phó Tổng Giám đốc công ty. Tôi Nguyễn Đức Mạnh là lãnh đạo trên trụ sở Nguyễn Huệ của công ty Sài Gòn Centerview. Tôi Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc của chi nhánh Nguyễn Trãi. Tôi là Nguyễn Khiêu Nam Khánh, Giám đốc chi nhánh Itasa. Tôi Nguyễn Đình Tuyên, Giám đốc chi nhánh Nguyễn Văn Động. Tôi là Mai Xuân Nghĩa, Giám đốc chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi. Tôi Lý Văn Thái, Giám đốc chi nhánh Nguyễn Văn Khiêm.